Hello, trong video này chúng ta sẽ sửa 40 câu ngày thứ tư nha các em. Câu 1 là số phức đối của số phức 1 trừ 2. Đối là này nè. Dừng lại chút xíu để suy nghĩ cái thuật ngữ đối. Khoan để anh mở cái bảng PDF rồi chứ. Số phức đối của cái này á là cái này là bằng trừ của 1 trừ 2, là hai cái này nó đối nhau nè, trên nghĩa là trừ 1 cộng cho 2 ha, trừ 1 cộng 2 là câu C. Nó không phải số phức liên hợp đâu mấy em, liên hợp thì nó khác nữa. Số phức đối là hai số phức này nó ngược giống nhau. Có thể là mấy em sẽ sai câu 1 vì cái vấn đề thuật ngữ, không có sao. Tại vì câu này anh dùng thuật ngữ hơi lạ, cho nên nếu mà mấy em sai câu này thì không sao hết. Không sao. Rồi câu số 2 này là cái nào là g, đồng biến trên g là chỉ có thể là cơ số lớp 1 thôi. Nhờ câu B. Câu 4. Câu 3. 4 phần 7 là không nguyên đúng không? Không nguyên lớn không là C. Câu 4 là x lớn hơn bằng 10 mũ 2 là câu C. Câu 5, U1 bằng 81, U2 bằng 27, tức là cái này là Q nó bằng 27 phần 81 nha. Vì là bằng 1/3, câu B. Câu 6, mặt phẳng này song song với mặt nào thì nó sẽ song song với cái mặt cùng cái bộ đầu của nó nhưng mà khác cái D. Là 1, 1, 2 là câu C ạ. Đúng rồi. Câu số 7. Đồ thị này cắt OI, cắt OI là x bằng 0 đúng không? X bằng 0 thì y bằng 1, cho nên là 0 1. Câu A. Câu số 8. Tích phân từ 0 đến 1 của f phải là f nhỏ 1 trừ f nhỏ 0 nha. Được ra 4. Câu D. Câu 9. Mấy em loại hai câu AC đi, hai câu đó tào lao rồi. Bây giờ đồ thị này là có 3 điểm cực trị đúng không? Cho nên AB phải che dấu, vậy là câu B. Câu 10, phương trình mặt cầu tam y có bán kính bằng 2. Cái này với phương trình cầu hả em? Đó là C ha. Câu 11, tính khoảng cách từ A tới mặt alpha là các em thế điểm A vô đây. Là 1, thế vô x là 1, 2 thế vô y là 4, 2 thế vô z là trừ 4, trừ 4 chia 3 đúng không? Có tuyệt đối. Thì cái này hai này mất, vậy nó còn 1. Giờ câu B. Câu 12. Em rút ra z đi. Rút ra z là bằng 5 trừ 3y chia y trừ 3. Rồi coi nó bằng bao nhiêu. Để bấm máy coi. Y trừ 3. Ra trừ 9 phần 5 cộng 2 phần 5 y à. Là câu A. Câu 13. Thể tích phối chớp 1 phần 3 pi nhân 2 như là 2 phần 3. Câu D. Câu 14. S A vuông đáy mà cạnh đáy là tam giác vuông thì cũng là 1 phần 3 pi nhân 2 các em. Base. Base của tam giác vuông là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông là 1 phần 2 nhân 3 nhân 2 nhân chiều cao là 4. Như là nó ra hai số này mất, ba mất thì là còn 4 mà. Là câu C. Câu 5. Mặt cầu có bán kính bằng 5 thì diện tích cầu bằng mấy? Tích cầu là 4 pi g bình đúng không? Như là ra 100.
Câu 16, tính mô đun của Z là căn của 20 bình cộng 21 bình như là ra. Anh nghĩ là ra số đẹp á, tại vì thầy đáp án là số đẹp mà. 29 nha em. Rồi câu đi. Câu 17, tính thể tích trụ. Thể tích trụ là 1/3 pi r bình h. Là 1/3 pi nhân 4 bình phương nhân cho 2. Là ra 32/3. Rồi đi. Ui. Một chút xíu nữa là đai rồi. Tại vì thể tích trụ không có 1/3. Thì là 32. Khùng thiệt. Lâu lâu cũng bị ma che mắt vậy đó. 18, vectơ chỉ phương của đường thẳng này là phải đổi nó lại là z trừ 2 chia trừ 5 mới đúng. Cho nên vectơ chỉ phương là 2 3 trừ 5 như là câu D. 19, số điểm cực trị là 3 các em. 3 điểm cực trị. 20, tiệm cận đứng là x phần 1 là câu A. 21, x nhỏ hơn bằng x cộng 1 chia 2. Giải ra là 2x nhỏ hơn bằng x cộng 1, cho nên x phải nhỏ hơn bằng 1 là câu C. Có bao nhiêu cách để xếp 4 bạn vô 4 ghế? 4 giây hồi cách xếp. Như là mấy? 1, 2, 3, 4, 24. Câu A. Nguyên hàm của cái này thì mấy em phải tách nó ra nha. Nên tách như sau. Cái này là 3x cộng 6 trừ cho 1 chia cho x cộng 2. 3x cộng 6 mình đặt nhân tử số 3 ra là nhân 1x cộng 2 đúng không? Chia x cộng 2 trừ cho 1 phần x cộng 2 như là bằng 3 trừ 1 phần x cộng 2. Mà cái này cái mấy nguyên hàm đúng không? Thì dễ rồi, nguyên hàm 3 thì ra 3x. Còn nguyên hàm của x cộng 1 x cộng 2 ra trừ log của x cộng 2 như là câu A. Biết đâu nó sẽ đi từ trừ 5 đến 12 đúng không? Ờ thì ở giữa này là 2 với 6. Bây giờ anh Thanh nha, những cái ta cho rồi anh để màu đen nha. Người ta cho từ trừ 5 đến 12 là 7, cho Nguyễn này là 7, rồi cho 2 tới 6 là 3. Thì nó hỏi trừ 5 2 cộng 6 12, quá dễ, lấy 7 trừ 3 nha. Cho nên là 4. 25. Người ta kêu em tính nguyên hàm này rồi tìm C đúng không em? Nguyên hàm này là x mũ 3 trừ cos trừ 1 phần 2 sin 2x cộng C là bằng x lớn á. Rồi bây giờ mấy em thế vô f0 bằng 2 có nghĩa là f thế bằng 2 còn x thế bằng 0. Vậy cái này là 2 nè đúng không? Còn này là 0 đúng không? Tại vì sin 0 là 0, cái này 0 luôn, còn này là trừ 1 em. Cho nên là C bằng 3 nha em. C bằng 3 gì đó mới là B. 26, tất cả các khoảng đồng biến của hàm này. Nó nói tất cả các khoảng đồng biến. Hiểu chứ tất cả không? Tức là cái nào mà nó khuyết, nó thiếu là không được nha. Lấy đạo hàm là 3x bình no x bình à trừ 4x cộng 3 bằng 0. Giải ra là hoặc x bằng 1 hoặc x bằng 3. 7 miếng hiền 1, 3. Hệ xoay dương đúng không? Dương, âm, dương. Cho nên sẽ đồng biến trên khoảng âm vô cùng tới 1 và 3 tới dương vô hạn. Câu A. Câu số 27, điểm cực tiểu của hàm này là gì? Thì bây giờ anh vẽ sơ cái đi. Thấy không? Nó điểm cực tiểu của hàm này của đồ thị hàm số là 0 trừ 5 các em. 0 trừ 5. Đáp án là B. Khi nào á nó hỏi điểm cực tiểu của hàm số thì em mới đánh câu A. Còn cái này hỏi điểm cực tiểu của đồ thị hàm số thì nó phải là tọa độ xy luôn. Lưu ý chỗ này nha.
28. Cho ABC là các số thực dương khác một. Còn cái này là thu ngọn logic thôi. Này sao ta? Nhìn có vẻ nguy hiểm á. Loga AC. Làm sao cho nó gọn. À hiểu rồi. Ok. Loga AB bằng 6 cho nên loga BC 7 bằng 1/3 đúng không? Thì em sẽ có là loga AB nhân loga BC thì nó sẽ bằng loga AC công thức nhân các em. Mà hai hàng này nhân nhau đó là ra 6 nhân 1/3 vậy là 2 độ A. Easy game luôn. Bây giờ nếu bài này mấy em không biết giải tay á, mấy em hãy cho B bằng 2 hay là 3, mấy em xếp xô tìm A với C. Có AC các em thấy vô kia thì cũng ra đáp án nữa. Câu 20. Đến bấm 1 trừ 4 5 trừ 2 2 1 ra 2 với 1 thôi. Cho nên diện tích là tích phân từ 1 tới 2 của triệt đối của nguyên cái này. Bấm máy. Triệt đối của x mũ 3 trừ 4 x bình cộng 5 x trừ 2 cận từ 1 tới 2. Ra 1/12 các em. 1/12. 30. Cho hình chóp SABC. Hồi sáng anh làm biến dễ hình á, cho nên mấy câu hình nó không có hình với em. Anh ngày mai sẽ dễ hình cho em. Có những ngày anh làm biến quá nữa không dễ. Nhưng mà câu này cũng không có luôn. Trên bên nó A vuông đáy đúng không? Góc giữa SBC với mặt ABC là góc này nè. Tam giác này vuông tại B đúng không? Thì từ đây em kẻ xuống đây là góc này, góc SBA. Góc phi này nè là B. Hiểu nè, là do hai bức kẻ. Hai bức kẻ. Góc giữa mặt SBC với mặt ABC là các em một là từ A em dựng vô góc số BC, hai là tỉnh cái xuống là góc phi này nè. 31 số giao điểm. Ok, cho hai này bằng nhau tiếp và giải ra. Là giống hồi nãy hai giao điểm. Hình như hồi câu này hồi nãy nó trùng với kia nè. Ê không phải đâu, nè. Giải phương trình đàng hoàng đi. 1 trừ 2 3 trừ 2 ra 1 giao điểm mấy em ơi. Ra 1 à. Được C. Câu 32 này dễ. Nó ít bình quá. Cái này là x trừ 2 nè, vậy nó sẽ có một nghiệm duy nhất là x bằng 2 đúng không? Thế số a dương này dương em. Cho nên nó sẽ đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô hạn và nghịch biến trên khoảng 2 vô hạn tới 2. Cho nên nó là B. Ok. 33. Ngẫu nhiên hai số tự nhiên nhỏ 10. Tức là em lấy từ 0 nhiên là có số 0 nữa nha. Số tự nhiên là có số 0 nữa. Là từ 0 đến 9 là 10 số đó. Bây giờ tổng chia hết cho 2. Hay tổng hay là số chẵn đúng không? Một tổng nhớ cho 2 khi nó là số chẵn. Mà khi nó là số chẵn thì hai số phải là chẵn chẵn hoặc là lẻ lẻ. Chẵn chẵn nha. Lấy hai số chẵn là từ 0 đến 9 giống như số chẵn à. 0, 2, 4, 6, 8, 5 số chẵn. 0, 2, 4, 6, 8, đúng rồi, 5 số. Rồi xong em chọn 2 số trong mấy số lẻ. 1, 3, 5, 7, 9, 5 số lẻ luôn. Rồi ra để đáp án.
C25 cộng C25 chia C20. Bấm nữa. Bốn chín nha em, là câu D. Quá em. 34. Này tào lao hết cái mặt rồi. Cái này có cái mặt đúng. Như là cái này là 3 nhân 2 mũ x trừ 1 bằng 4 mũ x trừ 1. Thì cái này em đổi ra là 3t trừ cho 1 bằng t bình chia 4. Rồi, giải ra t thôi. T bình chia 4 trừ 3t cộng 1. Ra 3 cộng căn 7 với 3 trừ căn 7. Đúng không? T bằng A với T bằng B đi. Kệ bạn á. Anh ghé A ghé B đi. Xong rồi anh tìm ra X thôi. X sẽ bằng loga cơ số 4, loga cơ số 2 của A. Với X bằng loga cơ số 2 của B. Hai thằng này cộng nhau là ra loga cơ số 2 của A cộng B. Ok chưa? Ủa, A nhân B chứ. Là ra 1 em. Ra 1 như đáp án nào tào lao sao ta. Ra 2. Nhưng mà sao kỳ? Ra 2 mới đúng. Tại tại sao ra 2 anh giải thích chỗ này? Là em nhân 4 đây là cái này ra t bình cộng 12t trừ 4 bằng 0 đúng không? Đó cộng 4 nhé. Trừ 12t cộng 4 là tích, tích là 4. Đúng không? Hai thằng này cộng lại. Hai thằng này cộng lại nè. Hai thằng này cộng lại là loga cơ số 2 của T1 nhân T2. Mà T1 nhân T2 thế nào nó cũng ra 4 đúng không? Cho nên là loga cơ số 2 của 4 là bằng 2 nha. Cho nên là bạn này có A đúng rồi. Có lẽ là bấm máy nó lộn chỗ nào đó. Chứ thật ra là ra 2 á. Câu 35. Tập hợp biểu diễn số phức. Ok, số phức z là bằng w trừ 1 chia cho 2 trừ đi. Xong rồi mấy em thế vô đây. Đó, vậy là em có module của w trừ 1 chia cho 2 trừ đi. Trừ trừ đi đúng không? Bằng module của w trừ 1 chia 2 trừ đi. Trừ 1 cộng 2, cái này mấy em bớt máy đi. Cái này các em bình lên hai vế xong rồi 10.000 cộng 100 y. Anh nghĩ là nhanh hơn. Anh con thử này. X trừ 1 chia cho 2 chữ, 2 chữ y. Trừ cho y tất cả bình. Trừ cho module của X trừ 1 chia 2 chữ y. Trừ 1 cộng 2 y tất cả bình. Con 10.000 cộng 100 y. Gọi luôn, tào lao luôn. Tức là phải quy đồng cái nữa. Mấy em phải quy đồng cái nữa mới được. Quy đồng là mình chuyển cái 2 chữ y lên đây nè. Hiểu không? Chuyển 2 chữ y lên đây. Bỏ cái mẫu luôn nha. Tại vì mấy em để cái mẫu á nó sẽ bị sai á. Bỏ mẫu, để mẫu nó sẽ bị sai á. Anh nhân lên luôn. Anh đang bấm ở ngoài nha, anh đang bấm ở ngoài. Rồi ok ra nè. Rồi nó ra 21418 quá em. Nhưng mình dịch cái này là ra 18 14 2 là ra 2x cộng 14y
cộng 18 bằng 0, chia 2 với cho 2 nữa là x cộng 7y cộng 9 bằng 0. Như là câu A. Ok. Rồi bây giờ nếu bạn nào mà không biết bấm máy á thì mấy em cứ bung nó ra từ từ từ, chút nó ra cái đường thẳng thôi. Rồi, mới bấm máy nha. Câu 36 viết phương trình đường trung tuyến AM thì mấy em đi tìm cái trung điểm BC cái đi. M là trung điểm BC đúng không? Là B cộng C chia 2 là 2 nè, âm 2 nè, 0 nè. Sau đó chúng ta đi tính vector AM. Vector AM lấy M chia A là ra 3 trừ 6 3. Đặt nhân tử số 3 ra là còn 1, âm 2, 1. 1, âm 2, 1. Vậy là mình lỗi con C chứ thực ra mình có lỗi được con B đâu. Con B nó vẫn là 3, âm 6, 3 thôi. Bây giờ nó điểm A nó biết đúng không? Điểm A là âm 1, 4, âm 3. Mà thực ra nhìn vô điểm A nó đâu có điểm nào thỏa mãn. Vậy giờ mình phải thế vô cái nào thỏa mãn. Thế vô đây thế này. Này là 1, này ra âm 1 là tàu lao rồi, không được. Thế vô A. Cái này âm 1, âm 2 là âm 3. 4 cộng 2 chia âm 2 là âm 3 nè. Âm 3 chia 1 là âm 3. Ok luôn. Đáp án là A, chính xác luôn. Tại vì em thế, các em thấy điểm A vô đây nó khớp mấy em. Nó khớp dữ liệu. Câu 37, hình chiếu của A lên mặt OXY là khuyết Z, cho nên Z bằng 0 là câu B. 38, tính khoảng cách từ giữa đường thẳng AD với mặt SBC là khoảng cách từ điểm A tới mặt SBC đúng không em? Khoảng cách từ A tới BC là đây lên đây luôn rồi. Đúng không? Mà nó cho góc giữa SC với mặt đáy bằng 30, vậy là để tính SA đó. SA bằng AC nhân tăng 30, mấy em tính cái này. Wow, nó cho SA rồi, SA là 1 đúng không? Vậy là nó cho cái này để mình tính AC. Thì ra AC bằng 1 tăng 30. Vậy là ra căn 3 kia. AC là căn 3 thì từ đây chúng ta suy ra cạnh hình vuông đi. Này căn 3 thì cái cạnh hình vuông đó là căn 3 chia căn 2 đúng không? Đó, căn 3 chia căn 2. Rồi giờ mình thế cho mình tính nè. Cái khoảng cách nè nó sẽ bằng căn 3 chia căn 2 nhân cho chiều cao SA là 1 nè. Chia căn của căn 3 chia căn 2 tất cả bình cộng 1 bình. Rồi, có máy thôi. Chia căn của 3 phần 2 cộng 1 căn 15 phần 5 các em là C. Em giải này nhiều là em sẽ thấy nó dễ dàng lắm. Em phải giải nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà tới bây giờ con mấy câu này kiểu như là vẫn làm khó mấy em tỏ độ quá đi. Tỏ độ quá thì vẫn ok hơn nếu mà trong trường hợp mấy bạn mắc căn bản. 39. Khối nón tròn xoay có chiều cao bằng 20, bán kính bằng 25, tức là cái này nó cho dữ liệu nón rồi. Nó kêu nói mặt phẳng qua đỉnh. Cách tâm của ô một khoảng 12, tính diện tích thiết diện. Rồi, mô hình quá quen. Tôi vẽ một viết đen đi. Rồi, bây giờ em muốn tính diện tích thiết diện này thì cái SO em có rồi đúng không? SO là 20 rồi. Còn cái OA em có luôn rồi, nó cho cách cách đáy một khoảng 12. Ê, cách một khoảng 12 này không phải OA mà là cái OH. Cái OH này nè. 12, vậy giờ nó cho cái này 12, em suy ra được cái OA được rồi. OA á, nó sẽ bằng OA bằng OS nhân OH chia căn của OS bình trừ OH bình. Anh đó không làm mà 15 á. Cứ thế thử coi. Thấy nhìn nó quen quá. 15 hả? OA là 15. Từ đây các em tính được ở đây rồi. SI bằng căn của 20 bình cộng 15 bình
là bằng 25 đúng không? Các em có SA là các em có thể tính được cái diện tích rồi. Đây là dây cung, em phải hiểu nè, đây này này, giải thích nè. Bây giờ nó cho em một cái tam giác, cái mặt cắt là cái tam giác nha, SAB. SA, SB có phải đường sinh không? SA, SB là đường sinh. Cái SI của em á, SI á là bằng 25 rồi. Mà đường sinh của em á, em phải tính cái đi, L đường sinh á là bằng căn của R bình cộng hết bình đúng không? Nó cũng hơi lớn nha. 25 bình cộng 20 bình bao nhiêu? 4 căn 41, ủa 5 căn 41. Căn của R bình cộng H bình bằng 5 căn 41. Đó, cái cạnh SB này căn 55 căn 41 nè. Điều này có nghĩa là lời khuyên của anh là mấy em nên tính diện tích một tam giác vuông, sao em nhân 2 lên là sẽ ra diện tích của cái này. Vậy thôi, giờ mấy em Pythagore gây B đi. IB là căn của SB bình phương trừ SI bình phương đúng không? Quốc vô là căn của 5 căn 41 bình trừ 25 bình là ra 20 luôn, quá êm. 20 cái gì vậy trời, này 20 phải không? Cho nên Siga diện tích tam giác SAB là bằng 2 lần, không khỏi luôn, nó chính là em có IB là 20 thì cái AB là 40 luôn. Vậy là em sẽ xài công thức là 1 phần 2 đáy nhân cao, là 1 phần 2 đáy là 40, cao là 25. Nói chung là nhiều hướng giải lắm em. Mấy em đi hướng nào mà mấy em thấy ok thì đi. 500 mấy em, 500 là câu A rồi. 500 cm vuông 40, 40 một câu khá quen thuộc đúng không? Đúng với anh cho thi gọi. Cái này câu này đặt cũng phụ hả mấy em? Tôi sẽ đặt T bằng sin x nè. Siga dt bằng 2 cos x. Thì có 2x dx. Như vậy là em nói là thằng có 2x dx nó là 1 phần 2 dt đúng không? Giờ em chuyển 2 qua đây, như là em sẽ có là tích phân này nó sẽ bằng 0, nếu đây là 0, pi chia 4 nếu đây là 1, này là 1 phần 2 ft dt. Rồi giờ em thấy thôi, nó này là 1 phần 2 f lớn 1 trừ f lớn 0 đúng không? Rồi cái này nó cũng bằng luôn 1 phần 2 g lớn 1 trừ g lớn 0. Rồi hồi như cái này anh ghi dư số 0 rồi. Chia với số 0 với em. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì nó cho cái này đúng không? Nó cho cái này mình làm gì vậy? Theo anh á, là cộng thế này lại thôi. Anh sẽ có 2y, nó sẽ bằng thế này cộng lại là 1 phần 2 f lớn 1 trừ f lớn 1 cộng g lớn 1 nè. F lớn 1 cộng g lớn 1 rồi trừ cho f lớn 0 cộng g lớn 0. Rồi cái này là bằng 2y bằng 1 phần 2 nhân cho f lớn 1 cộng lớn 1 là ra 11, trừ cho trừ 1 là ra cộng 1, vậy là nó sẽ bằng 6 đúng không? 11 cộng 1 là 12, chia 2 là 6, cho nên y sẽ bằng 3. Câu này là hình như là cái chain của cái chain của lớp cái chain của đề minh họa năm nay luôn á.
Rồi anh sẽ đổi lại cái đề này mấy em. Nó cho kiểu này là mấy em đó tính được. Cái này là phải ép lớn 1. Rồi cái này phải là lớn 0. Em tính được. Chứ nếu mà để 10 với 10 vậy sao tính? Rồi, ok, anh sẽ đổi đề lại. Đổi lại tí xíu. Rồi một chút anh sẽ sửa cái kia rồi cái nữa. Rồi tạm biệt các em nha. Câu này là ga 3 mới đúng. Câu này ga 3 mới đúng. Không biết tôi có lộn gì không ta. Đúng rồi, cái này y, cái này cũng y, thấy này cũng như là y phải rồi. Quá hợp lý luôn. Trừ có trừ 1 là cộng 1. 11 cộng 1 là 12, 12 chia 2 là 6, 6 chia 2 cái nữa là 3. Là câu con không có. Tôi sẽ đổi lại cái ba cái em nha. Ủa nãy giờ chưa tắt rồi hả? Chờ để anh tắt coi. Oh my god.